Đã không game? Game biết không, chị cà chua họ có thể họ chơi slam mê cả ngày không chán luôn. Chị cà chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em biết gì không? Một mùa hè nữa lại sắp đến rồi. Khi mà đến mùa hè làm chị nhớ lại những cái sự kiện mà chị đã tổ chức cho chúng ta đến shop để chơi với chị. Trong những cái sự kiện đó, các em biết đó, chị đã phải làm một cái số lượng slam rất rất là khổng lồ. Ngoài những cái mấy ngàn hũ slam để chị restock cho chúng ta thì còn có mấy ngàn hũ slam nhỏ nữa để cho các bạn đến. Mỗi bạn đến thì chị sẽ tặng cho mỗi bạn một cái và các bạn sẽ trộn với cái tuyết mà chị chuẩn bị rồi sau đó mang về. Các em nhớ không nè? Thường là trong những dịp đó thì các em hỏi là ủa, một mình chị cà chua làm hết số slam này luôn đó hả? Thực ra cũng vừa đúng mà vừa cũng chưa chính xác lắm đâu các em ạ. Tại vì chị còn có một trợ thủ rất đắc lực, đó chính là máy làm slam. Và trước đây thì các em cũng đã biết là chị có một cái chiếc máy làm slam rồi đúng không? Tuy nhiên sau này khi mà mở shop thì chị còn có một chiếc máy siêu khủng hơn mà chị chưa bao giờ giới thiệu cho chúng ta cùng biết. Và hôm nay chị sẽ giới thiệu cho chúng ta biết nghe nha. Các em xem nè, đây là chiếc máy là slam siêu 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 khổng lồ đúng không nào? Hồi trước thì chiếc máy của chị nó cũng chỉ khoảng bao nhiêu đây và bây giờ nó bao nhiêu đây? Hồi trước là cái máy 20 kg, còn cái máy này chị đố các em luôn á, nó có thể làm được bao nhiêu ký? Đây là một chiếc máy trộn bột công nghiệp ở trong các nhà máy làm bánh đó các em. Và chị cho mua nó về để làm slam. Máy này có dung tích là 150 kg. Khủng chưa? Và mỗi lần mà những dịp sự kiện đó thì chị cần trợ thủ đắc lực là em này đây. Và hôm nay thì chị cà chua sẽ thử làm slam bằng chiếc máy siêu khổng lồ này cho chúng ta cùng xem. Nào bây giờ trước khi chị bắt đầu làm slam thì các em hãy tặng cho chị cà chua một like nha. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm luôn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất nhé. Trước khi bắt tay vào làm thì chị sẽ giới thiệu sơ sơ về chiếc máy này cho chúng ta nha. Tại vì chiếc máy này thì cũng khá là đơn giản thôi. Nó có một cái gọi là cái lòng của cái khuôn. Đó, đây là cái đồ đánh nè. Đó, phía bên trên này là một cái giống như là cái bệ đỡ. Phía đằng sau này sẽ là hai cái motor. Đây, một motor lớn và một motor nhỏ. Còn để chỉ huy cổ máy này thì chúng ta cần một cái này gọi là gì các em nhỉ? Chị cũng không biết tên cái này. Nhưng mà cái này là bao gồm rất là nhiều nút ở trên này luôn nha. À, nút này sẽ là chế độ chậm, nút này chế độ nhanh và nút này sẽ là tắt. Còn đây sẽ là cầu dao. Cũng không có gì rắc rối lắm đúng không các em? Tuy nhiên là do cái cổ máy này nó quá to và cái công suất nó chạy rất là lớn nên là cần một cái bộ như thế này. Đây, ở trong này thì chị đã cho sẵn keo và nước. Ở trong này sẽ bao gồm là 20 lít keo và 10 lít nước. Rồi bây giờ chị sẽ bấm cái nút này. Đây là chế độ chậm để trộn keo với nước. Em xem nè. Đã ha. Chị cảm giác giống như là chị đang trộn nguyên liệu để làm một chiếc bánh siêu to khổng lồ. Và trong lúc trộn keo với nước thì chị nghĩ là chị sẽ cho màu vào luôn nha. Và bên này sẽ là màu của chị nè. Các em ơi, đây là những cái màu mà trước đây chị thường sử dụng. Đây là màu Mỹ nha. Tuy nhiên là dung tích cái này khá là nhỏ, cho nên là sau này chị đã đổi qua cái dàn bên này. Bên này thì màu sắc nó sẽ đa dạng hơn theo từng cái sắc độ khác nhau, đậm nhạt khác nhau. Và cái bên này thì màu nó cũng, chị cảm thấy nó cũng đẹp hơn á, kiểu như là loại mới. Ví dụ như cái này là màu violet. Đó, và rất là nhiều như thế này, những cái sắc độ khác nhau để chúng ta có thể làm ra cái slam mà theo những cái màu sắc mà chúng ta mong muốn á. Rồi, mẹ slam hôm nay thì chị muốn sẽ làm theo cái màu này. Đây là màu hồng, đây là màu Mỹ kiểu mới. Một hũ như thế này thì có giá là khoảng hơn 70.000. Thì bây giờ chị sẽ mở ra. Vì đây là một cái số lượng slam chị làm rất là lớn cho nên chị quyết định sẽ cho hết vào luôn. Wow, đã lên màu rồi này các em. Khi keo nè, nước nè, màu đã đều với nhau rồi thì chúng ta sẽ cho dung dịch làm đông. Đây, chị đã chuẩn bị sẵn dung dịch làm đông. Chúng ta sẽ cho vào từ từ nhé. Em biết không, thực ra là
màu á thì chúng ta có thể cho sau, khi mà chúng ta hoàn thành slam rồi thì chúng ta thích cho màu gì cho. Nhưng mà chị thích cho đầu như thế này để quay lên nhìn cho nó đẹp. Chứ làm màu trắng không thì nó cũng khá là nhàm chán đúng không các em? Và nguyên tắc khi mà chúng ta làm slam, chúng ta cho dung dịch làm đông thì chúng ta sẽ cho từ từ, từng ít một, chúng ta không cho nhiều nha. Tại vì có rất là nhiều bạn á cứ nghĩ là cho càng nhiều thì làm càng nhanh, nhưng thực ra không phải. Lúc mà chúng ta cho nhiều cùng một lúc như thế thì nó có khả năng nó sẽ đông thành một cục, giống như cục đá vậy, và chúng ta sẽ thất bại. Game ơi, sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ để cho cái máy này chạy như thế này thì bây giờ chúng ta đã được một cái slam basic. Tại vì chị sẽ làm cái slam mây cho nên là chị muốn là cái basic của chúng ta nó hơi mềm mềm và dẻo dẻo một tí, chứ chị không có làm cứng nha. Đây, chị sẽ cho chúng ta xem. Và ở đây thì chị đã chuẩn bị một ký Snow Wonder rồi này các em. Hình như là hơn một ký á, từ trong thùng chị múc ra thì chị canh canh vậy thôi chứ chị không có đo. Đó, chúng ta sẽ cho nước vào. Và như các em cũng đã biết thì chúng ta pha Snow Wonder thì chúng ta sẽ cho một tuyết và hai nước nha. Tức là lượng nước sẽ gấp đôi lượng tuyết. Wow, tuyết nở rất là đã luôn đúng không các em? Các em ơi, xem nè, có khoảng hơn 1 kg tuyết thôi mà chị đã pha được thành một thùng to như thế này luôn. À, các em lưu ý nha, lúc mà chúng ta pha tuyết á thì chúng ta không cho quá ít nước tại vì nó sẽ bị khô, và cũng không cho quá nhiều nước tại vì nó sẽ bị ướt. Chúng ta cứ cho lượng là 1 tuyết 2 nước là được ha. Rồi bây giờ chị sẽ cho vào trong slam thôi. Chị sẽ cho tiếp vào từ từ như vậy. Tức là khi nào mà nó hòa quyện với nhau thì chị sẽ cho thêm một lần nữa ha. Chúng ta không cho quá nhiều tuyết, tức là chúng ta không đủ nguyên thùng vào. Mặc dù là cuối cùng thì chúng ta vẫn dùng hết một thùng tuyết này, nhưng mà không cho vào một lượt nha các em. Tại vì cái slam nó cần thời gian để hòa quyện giữa tuyết với cái slam nhé. Khi đó thì nó sẽ kéo hàng sợi đấy. Đúng các em, nhớ nha. Và các em ơi, trong lúc mà chị Cà Chua chờ những cái slam mây của chúng ta kéo sợi và tơi ra thì chị Cà Chua sẽ muốn giới thiệu với chúng ta bộ sưu tập mùi hương ở đây nè các em. Đây là bộ sưu tập mùi hương của chị. Đó, có rất rất là nhiều mùi luôn, mười mấy hai chục mùi đó các em ạ. Và đây là của hãng Nature Garden, chị order từ bên Mỹ về và giá thành nó rất là cao luôn. Đây là mùi giống như là kẹo bông gòn mà màu xanh, mùi bánh này, mùi bắp rang caramel này, chuối nè, chuối mà kem chuối á, rất rất là thơm luôn. Có rất là nhiều bạn mê cái mùi này của chị. Còn cái này là mùi dâu, mùi dưa hấu. Cái mùi này hả, nó chua chua ngọt ngọt, nói chung rất là thơm. Mùi này là soda kem, mùi táo, cam, mùi kẹo giống như là kẹo Noel đó các em. Đây là mùi đào, mùi quế. Đó, đây là cái mùi bánh mà thường ăn trong dịp Noel nè. Còn bên này sẽ là mùi dưa. Còn cả phía sau này nữa các em, rất là nhiều luôn. Mây của chúng ta mà đã tới thành từng sợi rồi, rất rất là đã luôn. Đó, đây các em có thể xem nè. Đó, đã chưa? Nhưng mà chị vẫn chưa cho máy dừng lại đâu, chị vẫn sẽ để cho nó tới thêm một tí nữa ha. Và trước khi slam mây của chúng ta hoàn thành thì chị nghĩ là chị sẽ cho mùi hương vào. Theo các em thì chị nên cho mùi gì ta? Bình thường thì những cái slam màu hồng thì chị hay cho mùi dâu hoặc là mùi dưa hấu. Nhưng mà do hôm nay á, chị rất là thích mùi chuối. Trời ơi, đã rất là lâu rồi chị không được ăn kem chuối cho nên chị sẽ cho mùi chuối nhé. Trời ơi, thơm ơi là thơm luôn. Tại vì đây là mùi thực phẩm, mùi để làm bánh kẹo nè, làm đồ ăn nè, cho nên nó thơm. Cái mùi đồ ăn đã ơi là đã luôn đó các em. Chị biết là có rất là nhiều bạn mê cái mùi chuối này của chị đúng không nè. Đã không các em? Các em biết không, chị Cà Chua họ có thể họ chơi slam mây cả ngày không chán luôn. Tại vì nó cứ tơi tơi từng sợi như là sợi tơ vậy đó. Nó bông, nó xốp giống như là một cái đám mây vậy đó. Và một điều chị vô cùng thích nữa đó chính là nó rất là thơm. Y như một cái bánh. Nhưng mà lúc mà chúng ta mua slam của chị Cà Chua thì đừng có ăn nha. Mặc dù là rất là thơm nhưng không phải bánh. Đừng có ăn nha.
Yes, làm mây của chúng ta đã hoàn thành rồi này các em ơi. Bây giờ chị sẽ bỏ ra đây nha. Chúng ta sẽ được một cái thùng đầy ơi là đầy. Hình như là nó hơn một thùng luôn đó các em. Đã. Dạo này hình như là các em có cái xu hướng là thích cái slime mà nào mà nó rơi từ từ chậm chậm đúng không? Chứ không có thích rơi nhanh nữa đúng không? Vì thế là chị cũng làm slime rơi chậm chậm đó. Các em ơi, làm video này xong á hả, chị Trần nãy ra một cái ý kiến là hay là mình làm thử thách 24 giờ làm xem được bao nhiêu vụ slime làm ok em. Tại vì có rất là nhiều em trước đây đã từng yêu cầu chị là hãy thử làm một ngày thử xem là được bao nhiêu vụ slime, tất cả bao nhiêu hũ slime để xem là chị Chu làm có được nhiều hay không. Chị thấy là ý kiến này cũng hay đúng không em? Vì thế nếu như các em mà đồng ý với ý kiến là làm tiếp tập tiếp theo là thử thách 24 giờ làm được bao nhiêu hũ slime thì các em nhớ để lại dưới bình luận cho chị nhé. Chị sẽ đọc bình luận và tổng hợp ý kiến. Nếu như nhiều bạn yêu cầu nữa thì chị sẽ làm thử thách đó. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các em thích video này thì đừng quên bấm like cho chị nhé. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trên